Rồi, xin chào cả nhà đã đến với kênh Săn Bắt Nhà Bè. Hôm nay bốn anh em mình đi trải nghiệm bắt cá bóng sao cả nhà ơi. Thì cái dạng như sinh tồn bắt về ăn để chống qua cái mùa Covid-19 này. Có cái gì bắt cái nấy. Có cá bắt cá, có cua bắt cua, có nhà bắt nhà, cái thứ gì đó mình ăn được thì mình sẽ bắt. Rồi giờ đi theo chân của Săn Bắt Nhà Bè để khám phá trải nghiệm bắt cá bóng sao cả nhà. Cả nhà xem kênh và ủng hộ cho bốn anh em mình, cho anh em mình một đăng ký, một like, một chia sẻ cả nhà. Bây giờ sao bắt đại ơi, ủng hộ ơi. Con lên không? Đây hang nữa nè. Hang này chắc có. Hang đó. Hang đó đó. Cái thằng ấp luôn rồi. Nước à? Thấy không? Nước lấy làm gì? Con lịch cái nha. Rồi, vô. Thằng móc xin vào. Giờ quý mà phát hiện cái hang cua trong này cả nhà. Bự lắm. Quý sao quấy? Quý nó cua bự lắm. Để coi mình coi. Không có móc cho được đâu. Móc cho chạy lên đây nè. Này giờ lết xịn bắp ngay cạnh kẻ này nè vào. Né ra cái đây. Đó, hai người làm đi. Tao quay máy lúc trên trời. Luộc hết lượm. Hả? Luộc hả? Ừ. Chớ gì sợ gì? Bắt ăn mà, sinh tồn mà, mua Covid mà. Coi con ốp anh ơi. Ốp gì đó thì chơi nó lên luôn đi. Càng que gì lụm lên luôn. Giật đại lên cho nó thí luôn. Đó. Chắc ta ướp. Đẻ. Rồi. Ok. Đem qua đây. Trời ra tí nữa chứ. Trời trời. Đem qua đây chối luôn. Có gì lạc nè. Trời không à. Đù. Gì ta. Ê cầm cái móc. Móc đâu? Móc. Có vậy luôn. Trời. Giữa sạch cái đây. À. Từ. Giữa sạch đi chối anh Quyết. Để cho anh lộn quay cái này chối. Sạch làm thành luôn. Hai anh em vô luôn, hai anh em vô. Vô. Hai anh em vô. Xuống, đắp xuống, đắp xuống. Đó, đây mà. Rồi, quá đẹp. Ok. Thầy Hải ra phát hiện cái con cá sao rồi cả nhà. Hai sinh tồn nước lớn quá cả nhà ơi. Có gì bắt máy. Cua nữa nè. Thả vô. Thầy vào bắt cá sao cả nhà. Có không anh vào? Vô. Khủng ơi cả nhà. Đã. Quá đã. Tiếp tục. Có không Hải? Chưa. Rồi, chết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Con hang con. Rồi. Mai nắng đó nè. Tiếp. Lên khúc trên coi. Có không? Ừ. Dạ, trời ơi sâu. Quá cả nhà, nước lớn đầy nhóc luôn. Đây có hang nè, lết nè. Đây có hang, con này có nè. Hang này nè. Đây Hải lại. Hang này có nè Hải. Con này chắc bây giờ quá. Hang này là ok luôn nè. Để cháu nó vô nè. À, ok luôn đó. Là để rồi xong. Giữa con cá. Cá mình bự quá mà nó lâu quá mấy ơi. Rồi, qua đã cá sao rồi cả nhà. Ăn cứng quá rồi. Hải đã bắt dính một con, giờ thì giờ tới phiên anh vào. Sao rồi anh vào? Mình còn đào nữa bạn ơi, mình đụng rồi mà. Đắt cứng quá. Rồi. Chờ anh vào bắt cá sao lên cả nhà. Này lẹ đi, đang nước lớn rồi, đi cho nhanh. Nhanh vậy rồi chứ mà. Cứng quá hả? Đang móc nó nè. Lên nè. Lên đâu? Lên nè. Ngon lành không? Lên nè. Đó, nó nè. Nào. Đó nè. Rồi. Đó. Hang này có cái hả bạn? Qua đã. Rồi. Đó đâu? Hãy bắt được con cá rồi cả nhà. Ê, đây lụm nghe cả nhà. Thôi vào được con. Không quá. Vô. Rồi tiếp tục. Đây còn con nào không? Thất thoát rồi. Hang đơn giản và hiệu quả. Có không? Có hai cái nè.
đúng không? Có à, đúng mà. Dính không? Dính 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 dính. Đến ha. Hay quá. À, một em. Mùa này đi săn bắt mồi khó quá anh em ơi. Mồi nó trốn đâu lúc tình trạng thôi. Còn ngày đây anh vô đi hai. Quý phát hiện cá không sao nha. À. Đây, cái là bả luôn. Không. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Vô. Tiếp tục cuối mày. Trời nã tốt có để lại cho nửa trái nè. Mình phát hiện cái hàng cua cả nhà. Hàng cua con cả nhà. Ở ngắt bên kia kìa. Đó, hàng quá đã luôn. Hàng cua chen cả nhà. Đó, ngắt cái đó đó. Cua của cốm á, cua hải gia. Nè. Cọc móc chạy ai gì? Cõm 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 cõm. Mà có cua nè. Đó, đó. Đúng rồi đó. Ý. Có. Ui ui. Cua kinh, cua kinh, cua kinh. Cua kinh cả nhà ơi. Quá hay quá. Cua kinh á. Cốm luôn. Rồi. Gió hơi ồn cả nhà ơi. Đây mình có phát hiện hàng ống sào. Đây cái hàng ống sào cả nhà. Đây, nước. Làm gì trên đó lâu rồi. Trời. Nè. Quý bắt hàng này. À, quý bà làm được con. Vô. Sinh tồn, sinh tồn. Dưới, hàng dưới qua hết này, hàng dưới, hết đó, hàng lum. Có. Nhỏ quá. Kệ. Còn toàn nào không? Nó còn hơn không? Thấy á nghe, tôi thấy á. Tôi thấy trong hàng á. Ừ. Tôi thấy á mà. Nè, hãy bắt con ra cái lụm liền. Còn nữa, quá đã. Lụm. Có hàng. Mấy con. Ừ, bự. Vô. Rồi. Qua tới Hải. Có không lên hàng. Trời ơi, anh Kim. Hả? Đang gì đâu, quay làm gì. Rồi, tiếp tục. Có không? Làm cái móc luôn đi làm. Lấm cả nhà ơi. Hay quá. Dính nữa cả nhà, dính ly kia luôn. Dính nữa. Hay quá. Cá cả nhà ơi. Cá gì vậy? Có cá được rồi. Rửa cái coi. Ồ, cá bóng dừa. Ồ. Đúng không? Đây. Cái gì đùng mà kìa. Đùng hang tròn đó. Đó, hang đó. Coi chừng có con dừa không? Có không? Có đây có hàng con sào nè. Hàng con sào đục mò luôn nè. Cái gì vậy? Hàng này nữa nè. Nó qua tới bên đây luôn rồi. Nè. Ok. Ê, con cống dừa. Con dừa không sao vậy. Thấy đó. Chạy dùng nước luôn á. Thấy không? Con có nó.
cái hang nào nó mới chạy nhìn nước đó. Xuống ăn chậm xuống hả? Hả? Gì? Ê, con dừa. Dừa bự lắm. Lên hàng, lên hàng. Nãy tại nãy thấy con dừa gió vàng. Ê, con cống dừa giữa cái cây. Dạ, con cống dừa nó bự. Vô 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 vô. Dừa mình, bông nào bông không? Còn con nữa hay vậy? Hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Đây con nữa nè. Con này lít láng nữa nè. Sao? Đứng hàng con gì con gì? Sao? Sao giữa? Trà đá luôn. Ý. Đủ đã. Vô 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 vô. Trời, vỏ không để nắp ra hết rồi. Một con cua cúng nha cả nhà. Cúng là cua gì? Ờ con cua. Rồi, quý cũng phát hiện dính con gông sao cả nhà. Ơi, đây có cái hàng. Để đi, bỏ vô, bỏ vô. Rồi, quá đã. Rồi, bỏ vô, hay quá. Lên đâu? Đây nè. Đâu? Bắt ra. Có không? Có cả nhà. Một con cám sao khủng rồi cả nhà. Cám sao con nào cũng lấy như con trâu. Vào. Vào. Vào thôi. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Chính hang nữa mình lụm con nước coi. Quá trời nước nó lớn quá trời cả nhà ơi. Cả nhà xem kênh nha, cả nhà ủng hộ kênh cho bốn anh em mình nha cả nhà. Cho đăng ký và một like, một chia sẻ. Để ủng hộ anh em mình làm video mới để gửi đến cho cả nhà xem. Giờ mình cũng phát hiện cái hang có con sào đây. Hả? À, hàng không sao nè, dạ dạ qua bắt không sao hả dạ? Ha, vậy là giao trứng cho ác rồi. Xong đây, xong đây. Đây. Giao trứng cho ác rồi. Ngắt nè. Ngắt đâu? Ngắt còn tròn đó. Có không? Thấy nó sao hả? Đó, trồng ghê không? Một em tiếp tục. Mình ăn nó là nó bị mò nó. Cá nướng này chiều đi bắt nè cả nhà. Giờ mình nướng nè. Nướng giờ mình ăn cơm thôi cả nhà. Ngon lắm, cá này nướng. Đây, chén nước chấm nữa. Đó, cho nướng chén nước chấm, ba chảy luôn. Cá này vàng ánh luôn rồi cả nhà. Nói rồi chảy nước miếng. Ai cho ăn rồi chảy nước miếng. Đây ra. Quá đã, quá đã. Cơm, 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 cơm. Ăn năm cơm không? Cơm ăn mày. Đây, cái cơm cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm ha. Quý ăn cơm nè ông Quý. Cơm. Đem cái này đem dẹp bên kia coi. Cầm quay ra em. Buồn. Thấy không? Nêu. Ông là cần phê cho một lần nữa. Bye. Ngồi ăn đi, tưởng ăn rồi tưởng cơm no nắp rồi. Cá nó nhảy xuống dưới đó vậy. Mời cả nhà ăn cá nha. Cho đây nè. Cui. Chín từ đó luôn. Ui. Không, tẩu rót nước cái mà qua đã qua năm 50 cho miếng ơi
rồi ăn luôn à. Không bao giờ ăn rồi. Nó kêu như vậy nè. Đây theo ra cái sau lưng anh dưỡng hai nè. Đây. Bắt cơm. Đây uống trà. Ngon quá. Trà lấy cho con trà. Kết thúc cái video đây cả nhà. Hẹn cả nhà cái video sau nha.